Trên mục bão về thì ở nhà ăn gì? Mình thấy người người nhà nhà đổ đi tích trữ đồ thì ở nhà mình cũng đã có một vài món tủ để dành cho những cái ngày như thế này để lôi ra ăn rồi. Thế đợt này báo đây đưa tin là bão có vẻ khá là nguy hiểm nên nếu mọi người không có việc gì thì hạn chế ra đường nha. Còn giờ thì cùng làm với mình một chiếc bánh croissant kẹp kem nhé. Thực ra nói là làm nhưng mà món này cũng rất là đơn giản. Chỉ cần mua kem cũng như là bánh croissant nướng sẵn về thôi là có thể làm được ngay rồi. Cả kem lẫn bánh thì mình đều mua của Bliss. Đây là một thương hiệu mà mình đã gắn bó được khoảng 1-2 năm nay rồi. Bliss thì chưa có địa điểm bán hàng offline ở Hà Nội đâu, mới chỉ có ở Sài Gòn thôi thì phải. Mình nhớ là cái đợt đấy rất là hot cái trend kem trà sữa trân châu mà Bliss thì menu cũng có cái vị đấy nên là mình gọi thử và sau đấy thì là dính đến Bliss luôn. Mình cũng đã thử kha khá các vị trong menu của Bliss rồi đấy, thì cuối cùng là chốt lại mình thích nhất chính là matcha cheesecake. Chất kem nói chung của gelato thì có đặc điểm chính là dẻo và rất là mịn rồi. Matcha cheesecake còn có vị matcha rất là rõ nữa. Kế tiếp đó là cái vị ngậy béo của cheesecake và còn có cả độ giòn nhẹ của vụn bánh ở bên trong. Về bánh croissant thì mọi người có thể làm nóng bằng lò nướng hoặc là nồi chiên không dầu đều được. Sau đó là cắt đôi bánh ra và phết kem vào giữa thôi là đã có ngay một chiếc bánh croissant kẹp kem rất là ngon rồi. Cái croissant cấp đông này rất là tiện, mình thấy chỉ cần nướng lại 5 phút thôi thì đã có ngay một chiếc bánh ấm nóng rồi. Ở bên ngoài giòn, ở trong thì lại mềm ấm. Thường thì mình thấy bánh chữ đông rất là khó, đặc biệt là croissant nữa vì dễ bị khô. Nhưng mà bánh của Bliss thì mình thấy ổn lắm nha. Nướng lên thơm lừng mà vẫn giữ được cái độ ẩm ở trong từng lớp bánh. Ở nhà ăn ngon và tránh bão an toàn nha.